Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thật là vui tuyệt vời khi hôm nay Cường tiếp tục ngồi và chia sẻ cho quý vị các bạn về những mẫu nhà đẹp mà bên Kiến trúc HCG thiết kế và thi công ở trên 63 tỉnh thành. Trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một cái công trình biệt thự 2 tầng mái Nhật mà bên Kiến trúc HCG đã tư vấn thiết kế cho nhà ông Đặng Huy ở Quỳnh Côi, Thái Bình quý vị các bạn nhé. Trong video thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 3 phần chính sau đây. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần hình thức công trình. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích rất sâu, rất kỹ về phần 3D công năng công trình để cho quý vị các bạn dễ dàng hình dung và áp dụng được vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của nhà mình. Thứ ba là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một số những cái lưu ý về phong thủy và một số những cái lưu ý liên quan đến thiết kế thi công biệt thự 2 tầng để các bạn có thể là áp dụng, ứng dụng được vào trong cái công trình nhà mình nó tốt hơn nữa. Trước khi đi vào video lần này, bạn nào mà chưa biết đến kênh YouTube Kiến trúc HCG thì Cường xin mời quý vị các bạn là hãy lên trên mạng search chữ YouTube Kiến trúc HCG, các bạn hãy vào cái phần trang chủ của bên mình, các bạn hãy lựa chọn cho Cường tất cả những cái mẫu nhà đẹp mà bên Kiến trúc HCG đã thiết kế kiến thiết cho các chủ đầu tư ở trên 63 tỉnh thành quý vị bạn nhé. Và một điều nữa đó là cái phần website của bên mình có rất là nhiều những cái tính năng rất là hay, các bạn có thể là vào đây để các bạn lựa chọn cho mình một cái mẫu nhà nó phù hợp. Ví dụ như chúng ta xem nhà vườn thì các bạn hãy lựa chọn những cái mẫu nhà vườn để chúng ta xem, hoặc là các bạn hãy vào biệt thự thì chúng ta sẽ vào phần biệt thự để chúng ta xem. Tất cả các bản vẽ này thì đều được bên mình là phân tích rất sâu ở trên kênh YouTube Kiến trúc HCG rồi. Và một trong những số những cái tính năng thật là tuyệt vời mà bên mình đang làm ra cho quý vị các bạn ở đây đó chính là chúng ta có thể là tra được cái độ tuổi mà chúng ta làm nhà. Các bạn hãy ấn vào để tra cứu cái độ tuổi để chúng ta biết được là sang năm chúng ta có làm được nhà hay không quý vị các bạn nhé. Thì đấy là cái website của bên Kiến trúc HCG. Còn bây giờ thì Cường xin mời quý vị các bạn là hãy cùng Cường hướng lên màn hình để chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về công trình của nhà ông Đặng Huy nhé quý vị các bạn. Ông năm nay là sinh năm 1938, ông năm nay khoảng hơn 84 tuổi rồi nhé quý vị các bạn. Ông đang mong muốn là có một cái công trình thì Cường xin phép là sẽ sử dụng luôn cái phần mềm 3D để chia sẻ cho các bạn dễ hình dung. Ông đang muốn có một công trình biệt thự 2 tầng với lại cái chiều rộng công trình là bằng 8m đấy quý vị các bạn nhé, chiều sâu nó rơi khoảng tầm 14m. Đó thì là bên mình đang kiến thiết cho ông một công trình như thế này. Các bạn có thể là nhìn cái phối cảnh công trình thì công trình đang được Kiến trúc HCG thiết kế theo phong cách kiến trúc là hiện đại với lại những cái đường gờ phào chỉ rất là nhẹ nhàng bo xung quanh rìa mái thôi như quý vị các bạn nhé, và nhấn nhá ở những cái phần ô cửa sổ hay là phần đằng trước công trình. Về lối lên công trình thì hiện nay bên mình đang làm là 5 bậc như quý vị các bạn. Toàn bộ cái mặt bậc này thì đang được Kiến trúc HCG là ốp đá marble, ốp đá marble màu Tây Ban Nha. Đây là một trong những màu cực kỳ là sang trọng nhé quý vị và các bạn. Còn phần bên dưới thì được Kiến trúc HCG là ốp đá marble hình vân mây. Đây là dạng đá màu trắng, nó làm cho cái công trình của mình nó thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là nó thanh thoát cái mặt bậc như quý vị và các bạn nhé, và tăng điểm nhấn cho công trình. Và toàn bộ cái phần bên dưới diềm bên dưới này thì là bên mình đang ốp gạch thẻ màu nâu để cho cái công trình nó bền, khi mà mưa gió chúng ta sẽ không bao giờ là bị mốc lên trên công trình. Một điều tuyệt vời đó là cái công trình lần này là bên mình đang phối giữa hai cái tông màu chính ở đây, đó chính là tông màu ghi kết hợp với lại màu xanh và màu trắng. Đây là những cái màu mà nó cực kỳ là bền với lại thời gian và làm cho công trình rất là đẹp như quý vị các bạn. Các bạn có thể thấy được rằng là cái dải màu ghi này bên mình đang chia ra ở phần bên trần thân công trình và phần bên dưới công trình. Kết hợp với đó là ở phần bên cổ bậc cổ trần này thì là bên mình cũng sử dụng là màu ghi. Còn phần cột thì là bên mình nhấn nhá bằng là gạch thẻ ốp màu nâu kết hợp với lại màu trắng làm cho công trình rất là thanh thoát. Toàn bộ diềm mái bên mình đều là ốp đèn như quý vị các bạn nhé. Thì là buổi tối cái công trình của chúng ta khi mà ánh sáng vào kết hợp với lại ánh sáng vàng bên trong, công trình sẽ cực kỳ là ấm và lung linh giữa một cái khu vườn rất là rộng như quý vị các bạn. Thì đấy là về phần công trình. Về phần mái của công trình thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là bên mình đang thiết kế theo cái mái Nhật. Thì các bạn có thể thấy được rằng là cái mái này bên mình đang làm độ dốc là bằng 30 độ nha quý vị và các bạn nhé. Đây là cái phần sảnh mái trước. Thì các bạn có thể sử dụng cái phần sảnh này bằng cách là đẩy xuống bên dưới cũng được. Đấy là nếu mà các bạn mà muốn làm sảnh bên dưới. Còn các bạn mà muốn làm công trình mà sảnh bên trên thì chúng ta có thể là sử dụng cái sảnh này ở phần bên trên thì cái công trình cũng rất là đẹp. Và tiếp theo thì chúng ta bên mình đang làm cái phần đằng sau này, đó chính là cái chỗ để chúng ta để một cái bình nước nóng cũng như là cái bình năng lượng mặt trời hay là cái tét nước để chúng ta có thể là dễ dàng mà
sửa chữa hay là dễ dàng là thay cho cái công trình. Thì đấy là về phần đằng sau, và đằng sau này đó chính là cái khu vực mà bên mình đang thiết kế những cái chuồng cọp để chúng ta có thể là phơi quần áo, cũng như là để cho cái công trình của mình là an toàn, quý vị các bạn nhé. Các bạn có thể là cùng Cường xem qua tổng quan công trình một lần, tất cả các cái phần của công trình. Sau đó thì là bên mình sẽ xin phép là sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái phần 3D, và chúng ta sẽ đi sâu hơn vào phân tích cái mặt bằng công trình lần này. Công trình lần này là ông Đặng Huy là đang muốn thiết kế, và sang năm 2023 thì ông mới xây dựng. Thế nên là bên mình đã đang trong cái giai đoạn mà hoàn thiện công trình cho ông, và mình sẽ phải làm cái video này trước cho ông để cho ông dễ dàng xem và ông có thể hiểu được công trình các bạn nhé. Các bạn nào mà có nhu cầu mà thiết kế thì các bạn hãy thiết kế trước từ bây giờ, để sang năm 2023 chúng ta mới có cái thời gian để chúng ta có thể là chuẩn bị, và chúng ta có thể là mua sắm vật tư vật liệu và liệu trình cho cái công trình của mình, để chúng ta biết được cái đơn giá này và chúng ta chuẩn bị được thợ này. Khi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ không bị cập dập quá các bạn nhé. Cái phần cửa này thì là bên mình đang sử dụng ở đây, đó chính là cái cửa là khung nhôm như các bạn. Đây là mình đang sử dụng là cửa khung nhôm sinh pha. Đó, thì nếu mà bạn nào mà muốn sang, chúng ta có thể sử dụng cửa khung nhôm sinh pha, nhưng mà sử dụng bảng thủy lực thì là cái bảng nó sẽ to hơn cái bảng này, và cái công trình nó rất là sang các bạn nhé. Thì đấy là về phần hình thức công trình. Còn bây giờ Cường xin mời quý vị các bạn hãy vào bên trong, chúng ta sẽ xem phần nội thất công trình và chúng ta sẽ cảm quan công trình nó tốt hơn ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem cái phần nội thất tầng 1 nhé quý vị các bạn. Về cái công năng công trình lần này thì là tầng 1 thì là bên mình đã thiết kế là 2 phòng ngủ, và tầng 2 thì chúng ta có 3 đến 4 phòng ngủ nhé quý vị các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xem cái tầng 1 trước. Về phần chiều rộng công trình là bằng 8.220, và chiều sâu công trình hiện nay là đang là bằng 14.120 nhé quý vị các bạn nhé. Bên mình đang thiết kế đầu tiên thì chúng ta có lối lên ở đây là 5 bậc. Mở cửa ra chúng ta sẽ có ngay một cái không gian ở đây, đó chính là không gian phòng này là phòng khách quý vị các bạn nhé. Kết hợp với lại phòng khách đó chính là cái khuôn viên phòng thờ. Đây chính là cái khuôn viên phòng thờ, và làm trực diện theo cái hướng đông nam, hướng cũ của nhà chính như quý vị các bạn. Thì trong quá trình mà chúng ta ngồi tiếp khách ở đây thì chúng ta có thể nhìn tivi ở phần bên này. Đó, và các bạn hãy làm cho Cường một cái vách CNC ở đây để chắn cho cái không gian không bị nhìn trực diện vào khu vực phòng thờ. Tiếp theo chúng ta có một cái ô thang ở ngay sau cái gian thờ này. Đây là một cái ô thang mà lên là bên mình đang làm là bằng 25 bậc. Tiếp theo chúng ta sẽ có ở đằng sau, đó chính là cái cửa bên mình mở hai cánh, mở rất rộng để lấy ánh sáng cho toàn bộ cái khu vực mà là phòng. Đây là cái khu vực phòng bếp như quý vị các bạn nhé. Và đây là cái khu vực phòng bếp, thì là bên mình cũng xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái lưu ý. Đầu tiên ý, là ở cái khu vực này, đây chính là khu vực chậu rửa, thì các bạn có thể là tựa lưng vào cái khu vực phòng thờ. Ở cái khu vực chậu rửa này thì quý vị các bạn có thể là tựa lưng được vào cái khu vực phòng vệ sinh, còn bếp thì chúng ta tuyệt đối không được phép tựa lưng vào khu vực vệ sinh như quý vị các bạn nhé. Đây cũng là một trong những cái lưu ý cho quý vị và các bạn, để quý vị các bạn là kiến thiết công trình nó tốt nhất ạ. Và có một cái lối nữa để chúng ta đi ra đằng sau nhà. Đây là về cái phần công năng ở dưới tầng 1, và chúng ta có hai phòng ngủ. Phòng ngủ này là phòng ngủ 01, là phòng ngủ của ông như quý vị các bạn nhé. Phòng ngủ 01 này là bên mình có một cái cửa sổ mở rất rộng ra bên ngoài. Cửa này hiện nay bên mình đang thiết kế là 1650. Đó, thì còn nọc lòng nó sẽ rơi vào khoảng 1550 như quý vị các bạn nhé. Đấy là cái kích thước thông thủy rất là đẹp, và có phòng vệ sinh khép kín ở bên trong nhà. Đây là phòng ngủ của ông, đó, được xây tường toàn bộ như quý vị các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có, đây là phòng ngủ của bà, cũng được bên mình sẽ thiết kế tách rời ra, và có cửa sổ mở ra đằng sau cực kỳ là thoáng như quý vị các bạn. Đây là phòng ngủ của bà. Các bạn có thể là chụp lại cái công năng công trình này để chúng ta có thể là nắm bắt được và áp dụng cho cái khuôn viên, cho cái công trình của nhà mình. Còn bây giờ Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường lên trên tầng 2 để chúng ta sẽ phân tích cái công năng công trình, và sau đó chúng ta xem bản vẽ công trình các bạn nhé. Bước chân lên không gian trên tầng 2 thì đây là một trong những cái không gian mà được bên mình đang chia ra thành rất nhiều các cái phòng ngủ khác nhau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái cầu thang lối lên trên tầng 2 là bằng 1m2 nhé quý vị các bạn nhé. Đây ạ, được 1m2, rộng 1m2, và cái lối lên trên cầu thang này thì là chúng ta làm là bằng 25 bậc. Thì như lúc nãy Cường đã có chia sẻ là cứ chia sẻ thêm cái phần thứ ba là một số những lưu ý về phong thủy. Thì số 25 này nó là con số sinh như quý vị các bạn nhé, còn trong thức lô ban nó là con số cát.
Vậy nên nếu mà các bạn nào mà làm cầu thang nhà 2 tầng thì các bạn nên lựa chọn căn số bậc là 21 hoặc là 25. 25 bậc thì cái chiều cao của nhà nó sẽ rất là cao và cái công trình nó cực kỳ là thoáng nha các bạn nhé. Tiếp theo thì khi mà bước chân lên trên tầng 2, chúng ta sẽ có ngay ở đây đó chính là một cái phòng ngủ ở bên ngoài. Phòng ngủ này là bên mình đang mở hai cửa sổ, một cửa sổ ở đằng sau đầu giường và một cái cửa mở ra hiên bên ngoài. Và trên cái khu vực phòng thờ thì là bên mình sẽ thiết kế là một cái phòng truyền thống cho gia đình như quý vị các bạn nhé. Thì là ông có thể là để những cái kỷ niệm của gia đình ở trên cái mặt bằng tầng 2 này, ở trên phòng tầng 2 phòng truyền thống này, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ không để cái gì ở trên khu vực phòng thờ như quý vị các bạn. Và chúng ta sẽ không để phòng ngủ ở trên phòng thờ. Đấy là một cái lưu ý mà Cường muốn chia sẻ cho các bạn ạ. Tiếp theo thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là bên mình đang làm ở đây đó chính là có được thêm 3 phòng ngủ nữa. Đây ạ, đây là phòng ngủ từ dưới lên như quý vị các bạn, phòng ngủ rất là rộng, phòng này là được 12.5 m². Và tiếp theo chúng ta sẽ có đây ạ, thêm 2 phòng ngủ ở phần bên tay trái màn hình của quý vị các bạn. Đây ạ. Đó, và các phòng ngủ này thì đều mở cửa sổ ở bên cạnh đầu giường và hất ra bên ngoài quý vị các bạn nhé. Các cái mặt bằng này thì nhiều bạn sẽ hỏi Cường là anh ơi thì tại sao mà chúng ta lại không làm phòng khép kín, thì là mỗi một gia đình sẽ có một cái không gian sống nó khác nhau, thế nên là bên mình sẽ phải thiết kế làm sao để cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu của toàn thể gia đình của nhà ông Đặng Huy như quý vị các bạn nhé. Thế còn là nếu mà các bạn mà muốn kiến thiết một công trình thì chúng ta cũng phải nghiên cứu làm sao cho nó phù hợp với gia đình nhà mình, chúng ta xem thì chúng ta chỉ áp dụng được một phần thôi. Còn là khi mà mỗi một nhà thì sẽ có một hoàn cảnh, thế nên là chúng ta có thể là sử dụng cái phòng này làm phòng khép kín cũng được, hoặc là chúng ta có thể là đẩy toàn bộ cái phòng này ra thì chúng ta có thể phần khu khép kín ở đây, thì chúng ta có thể bố trí được đây thành một cái phòng sinh hoạt chung và đây cũng là một phòng ngủ, hoặc là chúng ta sẽ có cái khu vực khép kín ở giữa chỗ này nhé các bạn nhé. Thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể là biến đổi cái không gian, cái công năng của một cái công trình mà các bạn xem ở trên mạng và chúng ta trở thành một cái công trình của nhà chúng ta. Thì đấy là cái mà Cường muốn chia sẻ cho các bạn. Còn phía ở đằng sau này đó chính là cái không gian chuồng cọp cũng như là không gian để là mình sẽ làm cái phần là sân phơi cho nhà chú Đặng Huy như quý vị các bạn. Cường xin phép là bật lại cái phối cảnh công trình ạ. Thì các bạn vừa rồi các bạn đã được xem cái hình thức công trình cũng như là cái phối cảnh công năng công trình. Còn bây giờ Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem qua cái mặt bằng chi tiết công trình để các bạn có thể là nắm bắt được. Đây là cái phần mặt bằng tổng thể công trình như quý vị các bạn nha. Thì đất của ông rất là rộng, hơn 35 m², còn bên mình sẽ để sau là 10 m này, đằng trước đây là phần nhà và phần này là phần sân vườn như quý vị các bạn. Và nếu mà các bạn nào mà làm nhà thì chúng ta có thể đẩy lùi cái nhà xuống bên dưới thì cái khuôn viên đằng trước nó sẽ rộng hơn nhé các bạn nhé. Trên màn hình của quý vị các bạn đây đó chính là cái mặt bằng tầng 1, thì phòng khách hiện nay bên mình đang làm là bằng 25 m², phòng thờ được 14 m², và chúng ta sẽ có cái lối lên đấy, theo cái chiều kim đồng hồ. Phòng ngủ 01 được 12.5, phòng ngủ 02 là được 10.5 và phòng vệ sinh bên dưới là rộng là 1.5 m nhé các bạn nhé. Đây là khu bếp là được 23.5. Một cái không gian rộng như thế này thì là nếu mà gia đình chúng ta mà có công có việc ấy, thì là gia đình chúng ta có thể là ngồi quây quần với nhau ở đây được khoảng tầm 5 đến 6 mâm liền quý vị các bạn nhé, rất là thoải mái luôn cho gia đình ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái mặt bằng tầng 2. Trên mặt bằng tầng 2 này thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là có một cái phòng truyền thống được 13.5 m², và chúng ta sẽ có thêm ở đây là 4 phòng ngủ nữa. Các phòng ngủ thì đều đạt được cái diện tích tối thiểu là bằng 15 m² quý vị các bạn nhé. Và có một cái phòng giặt là ở bên ngoài này. Đấy, coi như đây là một cái phòng kín luôn nha quý vị các bạn. Đó. Thì vừa rồi Cường đã chia sẻ cho quý vị các bạn về hình thức công năng công trình của nhà ông Đặng Huy ở Quỳnh Côi, Thái Bình. Các bạn nào mà muốn có một cái công trình đẹp thì quý vị các bạn hãy liên hệ ngay với Cường qua số điện thoại là 0988 799 22 và vào website YouTube của Kiến Trúc HCG để chúng ta xem và liên hệ với Cường sớm để chúng ta có được một công trình đẹp trong năm 2023 nha quý vị các bạn nhé. Cường xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Xin chào quý vị các bạn ở những video tiếp theo.